Hello, mình xin phép chào đại gia đình. Quay lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn ơi. Hôm nay Bình Huỳnh ngồi đây với ba, mẹ, hai cháu, Hậu, Hảo. Đến đây ngồi tâm sự chút xíu rồi Bình Huỳnh có tài xế đưa Bình Huỳnh về Sài Gòn. Tối nay Bình Huỳnh lên Sài Gòn. Đến nhà anh bốn, chia tay anh bốn Sài Gòn rồi ngày mai Bình Huỳnh đi về lại Mỹ. Nên có thời gian ngồi đây để chú cháu cậu cháu tâm sự như anh ba rồi chuẩn bị chia tay ba Mới đã rồi bây giờ chia Nhanh tay chứ, là tháng hả? Nhanh cũng thiệt. vui đầu Dạ cũng tàn nhưng mà lúc gặp nhau rồi về thì cũng bắt tay mà chia tay thì cũng bắt tay luôn chứ đâu chia đâu. vậy đó. Thời gian em đi về cũng thấp thoát và cũng một tháng mấy mấy ngày ha, tháng mấy ngày cũng vui nào thì nó cũng tàn thôi. Nhưng mà hạnh phúc nhất của mình là về được anh em con cháu gia đình, nói chung là chuyến này mình Huỳnh về rất thành công các bạn, mẹ rất là khỏe, cứ giữ như vậy được là mừng, để có dịp con đi tới đi lui hoài. Vậy Rồi vậy chứ anh em mình Huỳnh, con cháu mình Huỳnh ai cũng sức khỏe tốt hết, cuộc sống bình an. Rồi hai cháu bữa đến giờ trên online cậu bán hàng đó, khách hàng có gọi ủng hộ không dạ có hàng ủng hộ cũng nhiều cậu Năm. Dạ chung thì ngày nói chung là đa phần là gọi cho má con, rồi với nhiều khi nhiều cô chú này nhắn tin cho con thôi, chứ cũng kiểu như cô chú cũng sợ làm phiền á, nên cô chú đa phần cô chú nhắn tin nhiều hơn là gọi. dạ Nếu mà có gì đó thì cậu về bên đó xong rồi nếu dạ mà có chú ủng hộ dạ thì báo cho cậu biết trước tuần 2 tuần để dạ cậu gửi đồ về, dạ dạ cậu dạ gửi dạ đồ về. Những cái mặt hàng mà ở đây mà họ chuẩn nhất là mặt hàng gì? dạ xịt hồng ông bột với lại kem 5 trong 1 á cậu Năm. Nó trong một Dạ mà xịt hồng là bán mình đang bán xịt hồng là nhiều nhất. Dạ dạ bởi vì cái sản phẩm nó thật sự luôn là nó quá tốt. Dạ có cái cô khi ở làm MC ở ngoài Hà Nội á, MC tiệc cưới á, mà kiểu như là hay nói giới thiệu hai bên họ hàng Đúng là làm rồi, MC mà cậu ba, cho nên cứ sử một cô đó đặt là một lần là đặt gần 5 tiếp luôn, 5 tiếp 5 tiếp. dụng Dạ cô có nói là 3 tháng 3 4 tháng cô đặt một lần, 3 4 tháng cô đặt một lần. Dạ tốt quá. dạ kiểu như mà cô nói là trời ơi chị đi nhiều quá giờ đau quá, nó nhiều lúc lên là nói không nổi á, là xịt vô liên tục giờ để cho nó khỏe liền. Dạ Rồi kem 5 trong 1 có Thảo có tư vấn cho các chị em dùm cậu có cũng có tư vấn cho mấy cô với mấy chị. không? Nhưng mà cậu bạn nghĩ cái số điện thoại con là để chính, bởi vì người ta liên hệ với con chính là hay hay, bởi vì ông đi thấy đi Đâu có, ở cứ trong ngoài đâu cũng gọi đi. cho con là ví dụ như mấy cô mà mấy chú gọi cho con á, thì ví dụ như mà xịt hồng hoặc là một ông bột á thì con hiểu thì con sẽ tư vấn. Còn ví dụ như mà kem 5 trong 1 thì nói cô chờ một tí xíu con sẽ chủ động kêu vợ con gọi lại cho cô để tư vấn nó rõ hơn. Dạ Những pha chế bởi vì những cái sản dạ phẩm gì, ví dụ như là con xài rồi đó, thấy là hiệu quả như thế nào á, thì mình cũng cố gắng tư vấn cho khách hàng. dạ Cái gì vấn đề tư vấn cho khách hàng nó rất là quan trọng dạ luôn em. Tức là khi mà con nhà nó biết cái sử dụng cái sản phẩm như thế nào thì làm dạ cái giấy, thấy không? Tức là họ xài một cách tự tin, dạ họ không có bị được coi như là rối rắm trong có nhiều vấn cô đề chú sử mà dụng. đặt xịt hồng với mật ong bột với lại kem 5 trong 1 á, mà kiểu như tháng 6 tháng 7 mấy cô nó mới về về Mỹ, mới từ mà từ từ bên Mỹ về Việt Nam, hoặc có những cô ở Hàn Quốc về, nhưng mà đa phần là mấy cô đó là đều chuyển tiền trước hết không, rồi Tức chỉ là khi về Việt Nam thì chỉ gửi hàng thôi. Dạ dạ bởi vì cô chú tin tưởng mình nhiều lắm. Dạ Có số cô chú nước ngoài cũng mua dạ đồ mình. dạ nhiều lắm, nên đa số cô chú nói cho cô chú nước ngoài mua đồ cũng rất là nhiều. Dạ Mua tặng người thân với cậu Ừ. vì sách từ Mỹ về thì nó còng kềnh quá, thì mấy cô chú ủng hộ bên nhà mình. Đúng rồi, dạ thay vì mua bên Mỹ thì bỏ vô hành lý rồi sách dạ dụng cực á. Nếu mua bên Mỹ thì cũng như mua Việt Nam thôi, cái gì dạ hàng. Hôm nay bữa hôm trước anh ba nói chuyện với Phượng đó à về vấn đề những cái sản phẩm mà coi như là Phượng bán đó, ờ thì Phượng ở đây Phượng đi vào thương trường cũng lâu rồi, coi như là Phượng cũng biết em dạ đây là cố coi như là chọn lọc những cái sản phẩm thật là tốt. dạ Ví dụ như là cái loại gì đây sinh học 5 trong 1 đó, dạ là coi như là Phượng nói là mình đã chọn rất nhiều rồi, đến cái chỗ này là cái chỗ mà đâu uy tín
rồi nó có tác dụng tốt nhất đây là với chậu Phật hàng. Thì mình thấy là cái điều đó rất là hay, bởi vì vấn đề buôn bán quan trọng nhất là uy tín, thấy không? Nó sản phẩm mà cho thật là uy tín. Chứ giá cả thì đôi khi là đó là một vấn đề, thấy không? Nhưng mà nếu mà giá cả mà rẻ quá mà sản phẩm không ra gì thì thôi chứ. Quan trọng. Không, nhưng mà con nói cái này này là thật sự luôn là mình cũng may mắn, là bởi vì là những khách hàng người ta đã sử dụng rồi, cô chú sử dụng rồi đa phần là quay lại rồi. Thì đúng rồi, 100% luôn. Thì đó, cái đó là cái quan trọng. Cái đó là cái mà là cái cốt lõi của cái việc buôn bán đó. Đi rồi quay lại, để không cho con đi luôn. Mà không vậy nha, cố gắng uống xong rồi vô bồi dưỡng cho tốt. Thì mày mà cũng uống hoài quá mới được vậy đó chứ, còn không uống gì thôi. Để ghê mà. Sữa với xăm. Sữa với xăm là thường xuyên. Mắt mũi rồi coi như là mắt tinh lắm nha, ngồi đây ai mà ngồi đường vô cái là biết liền. Chị kì à. Rồi đó chín nốt cho mai. 90 chín nốt gì. Biết liền, nghe biết hay lắm. Nghe tiếng động đi gì của nó là thính nè, thính giác tốt nè. Thấy không? Thị giác tốt nè. Thấy không? Rồi coi như là tốt, phải nói là toàn bộ tốt hết. Hai vậy nó tốt. Nói chung của ngoại cũng khỏe, đi lên đi xuống bậc thang mà phải đi mình không cần ai dịnh. Không dịnh với chân cơ. Dạ đúng. Hầu như là bà ngoại đi mà cậu A sợ. Con cũng sợ té mà ngoại nói là thôi đừng có dịnh, để ngoại tự đi. Tự đi. Đi mà đi bởi còn buổi diễn để cho bên dơ hai tay đi chợ nữa kìa, đi chợ đi con đi mua đồ đó xong thấy đi đâu tuốt ra ngoài chợ vậy hả? Dạ đi mình luôn, đi mình dạ buồn quá đi chơi chào đây mà áo đẹp ta có gì đẹp lâu quá rồi. Ok, giống như là coi như là bả giống như hàng khuyến mãi thế em. Cứ mãi đừng để năm nào hai năm đó, ngày nào hai ngày đó, tháng nào hai tháng đó thôi, chứ không biết chuyện nữa mà đâu biết trước được cái gì. Thấy không? Thấy coi, thấy rồi mừng. Dạ, phù hộ chứ. Đó là phù hộ chứ. Của cô con mà, nó về là... Chắc tại lúc sau dọn con gà hay sao? Ok, hồi xin tới chú anh ba cho khán giả thấy anh. Thôi thì... cậu cũng dặn hai đứa không? Dạ. Cố gắng tập trung công việc, hai đứa cũng mới lưới hối đợt cưới là bây giờ cũng gần được 3 tuần nè, 3 tuần rồi cậu, dạ 3 tuần nè, từ từ tới 3 năm, cái tới 30 năm, 30 năm, thấy không, tới 300 năm. Nhưng mà là cố gắng sớm làm sao tranh thủ có đi máy bay nha. Dạ cái đó là cái quan trọng nhất. Mấy hai vợ chồng cố gắng để đợt này, sau còn năm về tới là còn năm được bé cháu nội rồi. Để có cái cớ đây để cậu đi về chứ. Tới chứ, mọi sự rồi cái gì nữa tới thôi. Cái diễn ra vậy đó. Mới thì mình đếm từng ngày vậy thôi. Dạ. Cái khi mà thời gian nó tới rồi mình đỡ không kìa. Nó có tiếc kìa. Dạ rồi, sáng rồi. Nãy sáng mà cô có vô rồi mà. Dạ. Ở đây, ở kìa. Mà chuẩn bị đi đám cưới nghe, đám cưới giữ gì đó nghe. Thì con chở mà đi chứ cái gì đâu lắc đầu. Đi khỏe luôn, đây này cái thiệp của mẹ đây nè. Ủa có thiệp đây hả? Thiệp. Ai mời hả? Thiệp rồi của thằng... Hạnh Hạnh á. Đám cưới con trai con gái thôi. Đám cưới con trai, mời cả gia đình mình. Không, trai khác, chú khác ở trên Bảo Lộc. Thì mời cả, mời chú Năm được nữa đó. Nhưng mà chú Năm bây giờ đi rồi. Đi rồi. Ủa vậy giờ anh có đi được không? Đi anh em được việc đi. Đi ra quê rồi phải không? Đi ra quê nhà đúng rồi. Bữa nó mát không đi ra quê thì hai vợ chồng cũng đi chứ ai? Ủa vậy hả? Dạ. Thì hai vợ chồng đi. Dạ tại mấy gì mấy cái gì cũng về mà. Đồ về đông. Về đông nhà đúng. Về đâu? Về đây về đám cưới đây đám cưới nhà. Bên Việt Nam mình sướng cái ba cái thiệp cái in ấn này thấy nó rẻ ha, dễ dàng. Bên Mỹ tụi em nó làm in ấn nó hơi mất tiền phải không? Cái gì hơi mất. Sao vừa vô lý vậy ta, ví dụ như là cái giá cả, cái giá cả thị trường cái chỗ đó khác gì nhẫn cưới ngoài tôi hủ tiếng mà cả mấy chục đến đây mấy chục đồng thì thôi. Cũng như ở đây anh ăn một tô phở túc ở trên gì đó chọc trời đó 1 triệu là người ta nghe bắt thì phải nó
nó bình thường. Mình ăn tô phở cũng 20 đồng rồi. 15 đồng là mình bo 5 đồng nữa, 20 đồng, 500 ngàn rồi. Rồi 500 ngàn ngồi dưới đất chứ đâu phải chọc trời. Thì ngồi bình thường thôi. Thôi bây giờ cũng nói chuyện thì bây giờ trong cái giây phút mà quyến liếng chia tay rồi, nhiều lúc nó cũng biết nói gì đây ba hả? Thì thôi con cũng mẹ ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Nếu mà thương con thì bù dưỡng sức khỏe thì là nhiều. Để con có cơ hội đi tới đi luôn về. Không có số điện thoại lâu lâu con khó rồi con điện về mẹ mẹ mừng. Thì có điện hoài nhé. Tục chứ. Mà có số đâu con. Mẹ có quay nhé. Tao không bắt số đâu. Số đài số của ra đây ở trong điện thoại này điện hoài. Điện của tao đó hả? Điện con điện về con chắc qua bạn nghe đó. Quay bắt đây. Quay. Nhung điện bình điện phượng điện điện liên từ trì. Cái đám cưới gì bây giờ đây? À, thứ tư chủ nhật này ngoại không Long Khánh rồi giờ lâu lâu hai đứa lại stream dạ. Không, tối nay người. Tối nay tụi con like nè tối nay dạ 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 tối nay like thấy là hai vợ chồng á dạ. May mắn là được cô chú ở trong kênh dạ. YouTube của cậu á là nhiệt tình ủng hộ dạ. Hai đứa đó cố gắng lâu lâu lên gặp gỡ mọi người cho vui dạ dạ không biết mà dạ. Cái hài mây thì phải live stream để họ nhớ. Họ nhớ cho người ta là họ quay. Dạ. Yeah. Ok rồi. Mình không có live stream rồi. Và cái đây rồi. Mình để... Gửi rồi bao giờ đây. Hôm qua hôm kia mà con không biết nữa cái này của cậu ba đưa mà, mới đưa mà. À. Dạ. Yeah. Gửi cả tuần rồi đó mẹ ơi. Dạ. Dạ. Gửi đưa hai mấy đứa nào đưa hay yeah. Gửi cả gia đình được. Để chú như ví dụ ở đây anh ba mình đi đám cưới người thân mình không nói đi mà bình thường á những người quen mà như bạn bè là vậy đó dạ. Đi đám cưới là một cái tiệc mà đi bao nhiêu tiền cái đó là tùy cậu tùy ví dụ như mình thân thiết như con bình thường con đi với bạn bè con thì đa phần con sẽ đi 1 triệu ví dụ như con những người mà mình ít tiếp xúc á hoặc là những người mà chơi mà kiểu như thân á thì con đi con đa phần con sẽ gửi thôi dạ có những lúc xa xa con cũng gửi thế mà gửi tầm 500 dạ 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 mà tính thì có bằng ăn ha gia sàn để vậy là một cái bằng ăn ở đây thường thường mà mình đặt trung bình là bao nhiêu bằng ăn cái giá nó mà mình chung chung mà đa phần mà để mà đặt chống chống nhau thì tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi cộng okay. Dạ lúc cưới đây là nghèo mà bạn thì gì á gì đấy vậy ở đây bỏ tiền đúng rồi dạ. Bỏ 10 quá. Triệu luôn hết 10 triệu luôn tôi cho cho chứ cho đi ok để cái tới ngày tôi cho tới ngày là không cho cho chết chị tính chịu cho chết cho dạ ôi trời ơi ấy à chị sao vợ dạ sao vợ chờ vợ gọi giả mũi biết làm gì nhảy mũi chắc giác không biết có bờ gì không thì... Rồi thôi chắc có lẽ là chú tài xế cũng tới rồi. Rồi mẹ con về Sài Gòn. Rồi mai con đi về là bên Mỹ rồi. Giờ mai bay sớm 9 giờ. Nên về Sài Gòn với chia tay với mẹ. Có, quá trời trời mấy thùng đồ đó. Mấy thùng được hết rồi. Mấy với em. Rồi mẹ đỡ lâu về thăm rồi mẹ. Dạ, dạ. Bà thường lâu. Lấy từ khi lâu về mẹ chút. Dạ, mẹ về liên tục chứ. Đó đó. Rồi thảo học cũng vậy ha. Dạ. Hãy để con cố gắng không? Giúp cậu những cái mặt hàng mà khách hàng trả lời giùm cậu ví dụ là xa quá rồi còn có cô chú anh chị mà có cái điều kiện gì đó thì đứng ra giải quyết giùm cho cậu vợ chồng con cũng chúc cậu là thứ nhất là đi thường rồi bình an rồi thứ hai là cậu qua đó cố gắng giữ gìn sức khỏe thôi có sức khỏe là có tất cả thôi con chỉ mong vậy thôi ví dụ như năm về chơi lần của tụi con là 2 năm cũng được ví dụ như cố gắng 1 năm càng tốt năm 2 lần được dạ dạ được chứ con về đó rồi, ấy khó kìa đó, bồ dư là con đó thượng về cho mẹ. Dạ, hy vọng là chiếc này về á, con sắp xếp càng sớm càng tốt cho phụ việc. Đúng rồi, mẹ vâng. Đây phải tiền phải 3 tuần. Dạ, có. 3 tuần tháng gì. Nói đi chưa. Với lại công việc nữa, ví dụ mà tại vì bên này á, bà con có dặn đồ nhiều đó, nên phụng về tư vấn thì hay hơn con. Dạ. Phụng rành hơn những cái mặt hàng, tư vấn vậy á.
Anh ba cũng vậy, cố gắng giúp đỡ em ở nhà chăm nom gia đình ha. Thì cái trách nhiệm mà trách nhiệm anh như vậy giúp cho em. Thì thôi các bạn ơi, mình chia sẻ video ngắn của Lê đây để tạm biệt mẹ cũng như các cháu của Huỳnh. Bây giờ Huỳnh đã lên đường về Sài Gòn, cho Huỳnh tạm biệt video đây. Khi Huỳnh chào tạm biệt, cho Huỳnh gửi lời cầu chúc đến bạn ngồi sạch ra để cho bà con nhìn thấy mẹ đó. Cô chú anh chị trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Tôi xin chào tạm biệt các bạn nha, bye bye, xin hẹn gặp lại video kỳ tới. Bye bye. Bình Huỳnh xin mến chào đại gia đình. Hôm nay hai cậu cháu Bình Huỳnh nè, các bạn, sản phẩm của Bình Huỳnh vừa hôm kia vừa mới về, mình về được bao nhiêu thùng con? Dạ về được cũng cỡ 5 thùng. 5 thùng phải không? Đó là những sản phẩm của cô chú anh chị yêu cầu Bình Huỳnh đó. Đó là những sản phẩm là xịt hồng nè, sản phẩm xịt hồng coi đây các bạn. Và thứ hai nữa là sản phẩm mật ong bột. Wow, cái này không ngờ ở Việt Nam mình á, thị trường này mà người ta mua nhiều ghê phải không? Dạ, con thấy mấy cô chú cũng chuộng cái này. À, chuộng cái này ghê. Dạ. Cái này công dụng sao con nói cho cả nhà biết giùm cậu được không? Cái công dụng của cái này là các bạn, là mình á, cái này đó là những người mà bị tiểu đường á, uống cái này rất là tốt cho những người tiểu đường. Và thay về cái nêm nếm, ví dụ như các bạn thêm nêm nếm bột ngọt nè, hay là khi mà mình nấu ăn á, mình nêm nếm thay thế cho cái mật ong bột để mình nêm nếm để nấu ăn. Và mình hòa nước chanh uống hàng ngày. Cho nên cái sản phẩm này rất là tốt, cho nên ở Việt Nam chào đón rất là nhiều. Rồi cái bình xịt cổ họng đâu? Bình xịt cổ họng nếu cái cậu có chai mẫu đây các bạn. Xịt cổ họng như các bạn thấy Bình Huỳnh đi liên tục đó. Cứ là mỗi lần Bình Huỳnh đi là coi như về là bị khan tiếng, bể tiếng, đau cổ họng. Đau cổ họng rất là quan trọng nha. Rồi các bạn cứ mua hũ vậy nè, bỏ trong cái vỏ sắt đó, đi đâu các bạn cứ sáng dậy một ngày các bạn xịt một lần, hai lần, ba lần gì, lúc nào cũng được hết. Xịt vậy các bạn nè. Ba lần. Rồi sản phẩm của Bình Huỳnh là sâm phải không? Sâm về nhiều phải không cả? Dạ đúng rồi. Đây mỗi năm con mới gửi về hôm qua luôn. Đây cái sâm này cũng mới vừa về luôn cả nhà. Đó cho nên các bạn cứ có nhu cầu thì gọi vô số điện thoại của Bình Huỳnh nha. Số điện thoại bây giờ Bình Huỳnh đọc trước rồi Bình Huỳnh sẽ để lên màn hình cho cả nhà mình nè. Số điện thoại của mình số mấy con đọc giùm cậu đi các. Dạ cô chú anh chị có nhu cầu mua hàng thì liên hệ vô số của má con nha, là số 0901177324 hoặc là số của anh Hậu là 0708038038. Rồi các bạn nhớ cái số điện thoại để gọi vô nha. Còn ở bên Mỹ thì các bạn gọi vô cái số điện thoại là 312-395-0175. Bởi vì đầu tiên Bình Huỳnh bán những cái sản phẩm này bên Mỹ trước, rồi Bình Huỳnh mới đem về Việt Nam. Thời gian cái bên Mỹ của Bình Huỳnh á, bà con chào đón những mặt hàng này rất là nhiều. Cho nên Bình Huỳnh đem thử cái mặt hàng về Việt Nam bán như thế nào. Mà không ngờ Bình Huỳnh chào đón mặt hàng này ở Việt Nam lại bà con ủng hộ rất là nhiều. Cho nên các bạn cứ tiếp tục gọi vô. Rồi sẵn đó Bình Huỳnh có những cái sản phẩm này các bạn nè. Nhìn trên cái kệ của Bình Huỳnh nó có những cái loại dầu thơm nè. Đủ thứ tất cả loại dầu thơm nè. Rồi thực phẩm chức năng nè. Rồi thuốc về ngăn ngừa đột quỵ nè. Người đột quỵ nè, các bạn cứ gọi vô hỏi tư vấn cô Sáu và Hậu và con trả lời giúp cho cậu luôn ha. Dạ. Nếu mà khách hàng gọi vô. Rồi con giới thiệu sơ cái sản phẩm về mỹ phẩm giùm cậu luôn đi. Dạ, cái này là con nờ của mỗi năm con. Cái này là serum, đang có chương trình là mua 2 tặng 1. Dạ, chỉ áp dụng ở bên Việt Nam thôi. Rồi cái hũ kem 5 trong 1 mà cái đó mà cô chú thường hay hỏi nhiều á, là mình có hai loại phải không? Dạ, đúng rồi, 2 loại. Một loại là một set này cả nhà. Một set như thế này đâu đây từ từ đó. Đó, một set như thế này đó các bạn. Cái này nói chung á là các bạn cứ xài thử cái sản phẩm này đi. Bình Huỳnh bảo đảm với các bạn, các bạn sẽ giới thiệu cho Bình Huỳnh và đồng thời mặt hàng này rất là uy tín bởi vì bình thị trường bên Mỹ đó cả nhà là chị em phụ nữ bên Mỹ rất là kén về vấn đề sản phẩm. Thứ nhất là tại vì sản phẩm bên Mỹ quá nhiều đi để các chị em lựa chọn. Thường thường chị em xài những cái loại mà rất là nổi tiếng nhưng mà cuối cùng ủng hộ Bình Huỳnh qua sản phẩm này đó, thì chị em lại quay lại mua cái sản phẩm này cho dùng cho cậu rất là nhiều. Dạ. Cho nên rất là uy tín, như là Bình Huỳnh mới đem về đây. Rồi bên cạnh đó có sâm nè, sâm 2-3 loại là nghe. Rồi đông trùng hạ thảo nè ha. Dạ. Rồi cái này là nói chung Bình Huỳnh bán cũng chạy nữa nè. Cô nói cái này cho mọi người biết đi. Dạ, cái này là tinh dầu thông đỏ của bên má con bán.
Một hộp như vậy là sẽ có 100 viên. Cái này ví dụ như những người mà bị bệnh tiểu đường á, mình uống cái này để điều trị, hoặc là vết thương lở loét do tiểu đường á, mình có thể cắt cái viên này ra, mình thoa trực tiếp vô vết thương là nó sẽ làm nhanh lành vết thương. Đó, các bạn cứ thử đi đó, những sản phẩm còn nhiều công dụng khác, giống như là mình uống cái này nó cũng giúp mình là kiểu ngủ ngon với lại dễ ngủ, ngăn ngừa ung thư, bố tuyến giáp, nhiều được. Công dụng. Rồi cái kem 5 trong 1, cái hũ đây nè con nè. Cái là con mở cái hũ ra để cho cô chú anh chị như là các chị sợ nhìn thấy cái hũ kem 5 trong 1 đó. Tại vì cái kem 5 trong 1 này nó có ngọc trai trong đó nè các bạn. Sử dụng nó mịn da, nó sáng da, nó làm rất là đẹp da. Cho nên các chị em phụ nữ rất rất thích cái loại này, ủng hộ cầu rất là nhiều này. Coi bên kia nó có cái này đó. Cái này mấy chị cứ tin tưởng đi, tin tưởng mà xài đi, cái này là trị nám. Bình Huỳnh bảo đảm luôn. Dạ đây. Đây là một kem lớn, còn cái này là hộp nhỏ tặng đó. Kèm để mình đi chơi mình hay là đi du lịch mình đem theo. Ở đây cho cậu Sáu ra luôn đi. Mới còn bịch ni lông đâu này phải không ra? Mở sao nó còn brand new quá, nó còn mới còn mới quá. Dạ có siêu bên ngoài nên là không có mở được. Rồi, em nói chứ công dụng cho mấy cô mấy chị mà chưa sử dụng qua sản phẩm á. Dạ cái này là kiểu kem cấp ẩm phục hồi da là chủ yếu. Dạ, nó làm sáng da. Làm sáng da nữa. Ừ, nó mịn da và nó tẩy được cái nám này ha. Dạ, con nhưng mà con là... có sử dụng là con biết mà. Dạ, con thấy là cái kiểu này nó tái tạo da cậu. Ừ. Nó đẹp. Còn đây là sâm đây cả nhà nè. Đó, Bình Huỳnh mới vừa khui ra thử đó. Wow, cái mặt hàng này nói chung với cô chú anh chị mình ở bên Mỹ á. Thường thường ở bên Mỹ, khách hàng Bình Huỳnh ở bên Mỹ mua về Việt Nam rất là nhiều để tặng cho gia đình, làm quà cho ông bà cũng như là cô chú như là các bạn vậy đó. Mà sâm này thì các bạn hỏi lớn tuổi hay là nhỏ tuổi uống. Nói chung cái sâm này á các bạn ơi, mình trên 30 tuổi bắt đầu uống thôi. Nó bảo vệ sức khỏe, nó làm khỏe lắm. Dạ, cái sâm này là sâm 3 trong 1 đó cậu. 3 trong 1 hả cậu? Dạ, sâm 3 trong 1 có sâm, linh chi. Đó gọi là sao, sao mà người ta gọi là 3 trong 1? Dạ, có linh chi, rồi cái này là đông trùng hạ thảo với cái gì nữa má? Cái sâm hắc sâm. Nó cái này là 3 trong 1, nó mix vô vẫn thành một cái sâm như thế này đấy. Đó, rồi đây là người nào mà muốn mua sâm dùng thì cứ gọi vô cô Sáu, cô Sáu tư vấn cho người nào bị tiểu đường á. Thì tôi uống theo cái sâm tiểu đường. Đó. Còn nhiều người nào mà bình thường uống cho sức khỏe thì theo cái sâm của sức khỏe nha. Đẹp da nữa. Sâm kia cô Sáu đưa cho anh luôn để cho cô chú anh chị thấy luôn cái loại sâm này đây nè. Mình có tổng cộng mấy loại anh gửi về? 4 loại các bạn. Đó, cái hồ lỡ này là 1 hũ đồng ký phải không? Ký đó. À, còn cái sâm này tác dụng gì cô Sáu cứ nói giới thiệu đi. Sâm tác dụng coi như là dùng cho những người trẻ tuổi uống vừa đẹp da, vừa sức khỏe vậy đó. Còn những người già thì khác, em đại lại cái này đó. Cứ để nó đi chút xíu đại lại. Đó vậy đó các bạn có nhu cầu thì gọi cho anh em Bình Huỳnh, chú cháu Bình Huỳnh. Và hiện tại bây giờ đó, mình thú thật với các bạn luôn là cháu giao đây cộng tác với Bình Huỳnh, bởi vì các bạn biết không, mình tại vì Bình Huỳnh với vợ chồng Bình Huỳnh bên Mỹ. Thôi sẵn dịp như vậy đó thì mình có người cháu dâu, mình muốn cháu giúp mình những cái công việc đại diện cho Bình Huỳnh ở Việt Nam. Sau này á thì Bình Huỳnh sẽ là thành lập một cái fanpage để cho cháu có gì mà cậu ở bên kia bên Mỹ đó. Thì hàng mà gửi về đó thì cháu đại diện giùm cậu đến livestream và lên đây gặp gỡ mọi người giùm cho cậu nha. Nhớ các bạn ủng hộ cậu cháu Bình Huỳnh nha các bạn. Tôi không làm phiền cả nhà nữa, tôi xin chào và hẹn gặp lại những cái video tới các bạn.